Khi tôi nói hai từ máy bay, bạn nghĩ đến điều gì? Hẳn là một bộ phim Mỹ cùng tên với sự hài hước nổi tiếng, nhưng hãy thử lại nhé. Được rồi, to lớn, màu trắng, mũi tròn, bánh xe nhỏ, hai cánh góc cạnh kỳ lạ với đầu mút cong lên, thường cất cánh trễ giờ. Ồ, và bạn luôn luôn lên máy bay từ bên trái. Ok, được rồi, nhưng tại sao tất cả lại như vậy? Vâng, để mình nói cho mà nghe. Máy bay thương mại thường có cánh nghiêng về phía sau, đó là lý do tại sao chúng còn được gọi là cánh quét. Hình dạng này giúp máy bay bay nhanh, không khí di chuyển qua cánh với tốc độ cao hơn ở phía dưới nó. Điều này tạo ra sóng xung kích làm chậm máy bay. Nhưng những đôi cánh quét độc đáo này bằng một cách kỳ diệu đã làm giảm tốc độ luồng không khí phía trên cánh. Đùa thôi, đó là vấn đề vật lý. Không còn sóng xung kích nữa và máy bay có thể đạt tốc độ đáng kinh ngạc. Bên cạnh việc nghiêng về phía sau, nhiều cánh máy bay cũng có đầu vuốt cong. Chúng được gọi là cánh cong. Khi một chiếc máy bay đang bay, có một sự chênh lệch áp suất giữa mặt dưới và mặt trên của cánh. Sự khác biệt này đủ lớn để tạo ra các xoáy cánh. Chúng giống như những cơn lốc xoáy nhỏ, nghe có vẻ khá nguy hiểm. Các xoáy này dẫn đến tốc độ chậm hơn, tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn, lượng khí thải CO2 cao hơn, cùng các vấn đề an toàn khác. Nếu một chiếc máy bay đang bay sau một chiếc máy bay khác, tạo ra những cơn lốc như vậy, nó có thể mất ổn định và gặp phải tình huống khẩn cấp. May mắn thay, các kỹ sư đã phát minh ra cánh cong để tách riêng hai vùng với áp suất khác nhau, ngăn chặn những cơn lốc xuất hiện. Ok, nhưng tại sao toàn bộ cánh lại nghiêng lên phía trên thay vì song song với mặt đất? Góc hướng lên này rất quan trọng cho sự ổn định của máy bay. Sự ổn định đó có nguy cơ khi một máy bay phản lực gặp trở ngại như rung lắc do nhiễu loạn, có thể khiến nó chao đảo sang hai bên. Khi điều đó xảy ra, cánh hướng lên bị nâng lên và tự hạ xuống một cách tự nhiên. Cánh bị hạ xuống phía dưới thì trở nên song song với mặt đất và tạo ra nhiều lực nâng hơn, làm cho nó đi lên. Và đây, máy bay tự ổn định, tất cả là nhờ độ nghiêng lên của đôi cánh. Hãy đi sâu vào lực nâng không khí quan trọng đó. Sau tất cả, nó là một trong những lực giúp máy bay ở trên không và tiến về phía trước. Góc mà không khí sắp tiếp xúc với cánh được gọi là góc tấn công. Sức nâng phụ thuộc rất nhiều vào góc này. Hãy chắp cánh và bắt đầu nghiêng nó lên như khi máy bay cất cánh, và bạn sẽ thấy lực nâng đang trở nên tốt hơn. Nhưng chỉ đến một thời điểm nhất định, nếu bạn nghiêng cánh quá nhiều, lực nâng sẽ yếu đi hoặc triệt tiêu hoàn toàn. Sau đó máy bay sẽ tròng trành trong không trung và cuối cùng rơi xuống. Nếu cánh nghiêng xuống, lực nâng giảm, bạn có thể nhận thấy nó khi một chiếc máy bay đang hạ cánh trước khi tiếp đất. Câu chuyện thật dài, vì cánh máy bay là một tuyệt tác kỹ thuật. Một điều khác bạn có thể nhận ra nếu bạn quan sát một chiếc máy bay sắp chạm đất là thiết bị hạ cánh của nó hơi nghiêng. Trên một số mặt phẳng, bộ bánh xe phía sau chạm đất trước tiên, giống như bạn bước bằng gót chân. Độ nghiêng phục vụ một số mục đích, làm nhẹ việc hạ cánh và hấp thụ cú sốc va chạm để cân bằng máy bay, ngăn không cho nó lao về phía trước và để các thiết bị ăn khớp vào nhau. Và kể từ khi tôi bắt đầu nói về những chiếc bánh xe đó, bạn có bao giờ nhận thấy chúng nhỏ như thế nào so với một cỗ máy khổng lồ như vậy không? Chà, nếu bạn làm cho bánh xe máy bay lớn hơn, nó sẽ tăng thêm tải trọng và máy bay sẽ lãng phí nhiều nhiên liệu hơn khi chở chúng. Hãng hàng không cũng sẽ càng mất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất có một nhiệm vụ khó khăn. Họ cần chế tạo bánh và lốp máy bay vừa nhỏ, vừa chắc chắn và an toàn nhất có thể, và họ đã thành công. Lốp máy bay cũng nổi tiếng là siêu phồng. Áp suất bên trong lớn hơn 6 lần so với lốp xe hơi hoặc xe tải bình thường, và lớn hơn 4 lần so với một người có thể chịu được. Ngạc nhiên thay, nhờ áp lực này cũng giống như vật liệu chúng được tạo ra, mà lốp máy bay không nổ dưới sức nặng khổng lồ của một chiếc máy bay khi hạ cánh. Nếu bạn đang bay vào ban đêm, bạn có thể thấy đèn nhấp nháy trên cánh máy bay. Ánh sáng trên cánh bên trái là màu đỏ và bên phải là màu xanh lá cây. Tôi biết bạn không thể nhìn thấy cả hai đèn khi chỗ ngồi bạn bị mắc kẹt giữa khu vực vé phổ thông. Vì vậy hãy tin tôi về điều này. Cánh chiếu sáng đó giúp phi công tìm ra hướng máy bay đang bay trong bóng tối và tránh va chạm. Đèn xanh và đèn đỏ trên máy bay thương mại phải được bật từ hoàng hôn đến bình minh ngày hôm sau. Hầu hết các máy bay có mũi tròn độc đáo, nhưng có những chiếc máy bay phản lực lại có mũi nhọn. Vậy điều gì quyết định hình dạng mũi máy bay? Nó quyết định việc bạn có thể nhanh hơn tốc độ âm thanh hay không đấy. Trong suốt chuyến bay, chiếc mũi tròn của máy bay đẩy không khí phía trước, cho phép nó chảy qua thân máy bay nhiều hơn và không có bất kỳ kháng cự nào nghiêm trọng. Máy bay càng nhanh thì mũi của nó càng nhọn, vì chúng cần cắt xuyên qua không khí mà không gặp quá nhiều lực cản.
Đó là lý do tại sao hầu hết các máy bay siêu thanh, những máy bay di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, đều có mũi nhọn, giống như các phù thủy mũi nhọn bay trên trời. Vâng, họ cũng có thể bay siêu thanh, bạn có biết điều đó không? Vậy thì tại sao không lắp cho máy bay thương mại một chiếc mũi nhọn để làm cho nó bay nhanh hơn? Không, nếu tốc độ của máy bay là cận âm, thấp hơn tốc độ âm thanh thì mũi cụt gây ra lực cản ít hơn. Đó là một trong những lực giữ máy bay trong không khí, nhưng đồng thời cũng làm chậm chúng. Thêm vào đó, mũi nhọn dài hơn mũi cụt, vì vậy chúng có thể cản trở phi công nhìn rõ đường băng. Máy bay thương mại có cửa ở hai bên, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn lên máy bay từ bên trái. Một câu thôi, đó là truyền thống. Trước đây các sân bay được xây dựng theo cách mà một chiếc máy bay phải đi đến nhà ga và trả hành khách ở đó. Các phi công ngồi bên trái và cần xem họ đặt cửa máy bay ở đâu trước lối vào nhà ga. Nếu họ đánh giá sai khoảng cách, họ có thể đập cánh vào tòa nhà. Ngày nay lên xuống bên trái là một mối quan tâm an toàn. Phía bên phải được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho máy bay và bốc dỡ hành lý cùng với hàng hóa. Nếu hành khách cũng lên xuống máy bay từ bên phải, nó sẽ làm rối tung toàn bộ quá trình và có thể dẫn đến tai nạn. Lên máy bay từ bên trái cũng có thể bắt nguồn từ thiết kế tàu thủy. Phía bên trái của con tàu là bến cảng nơi mọi người lên xuống. Các nhà sản xuất máy bay và cầu hàng không có thể chỉ đơn giản là tuân theo thông lệ hàng hải này. Máy bay thương mại hiện đại có ít nhất 6 lối vào hoặc lối ra. Hai ở phía trước cabin hành khách, hai ở phía sau và hai lối thoát hiểm khẩn cấp trên cánh. Thôi nào, tiếp viên hàng không đã nói thế ngay trước khi cất cánh mà. Vậy thì tại sao các hãng hàng không không tiết kiệm thời gian bằng cách cho mọi người ra vào qua tất cả các lối cùng một lúc? Ok, không tính hai cửa trên cánh, nhưng còn bốn cửa kia thì sao? Chà, bạn không thể sử dụng cửa bên phải vì đống hành lý và nhiên liệu tôi vừa đề cập. Vì vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể hạ xuống một cửa trước hoặc cửa sau bên trái. Một số hãng hàng không sử dụng cả hai cho lên và xuống máy bay, nhưng đó hầu hết là những hãng hàng không giá rẻ đưa hành khách lên máy bay bằng xe buýt và sử dụng cầu thang di động. Nhưng nếu mọi người lên máy bay bằng cầu hàng không, cả hai cửa sẽ không hoạt động cùng lúc. Cầu hàng không chỉ đến lối vào phía trước, bên trái. Để đến được phía sau, họ phải đi vòng quanh cánh. Nói cách khác, thời gian đi lại sẽ phải dài hơn, tương đương với không chỉ nhiều tiền hơn mà còn nhiều không gian thiết bị đầu cuối hơn, những thứ vốn đã chật hẹp. Và cuối cùng, cửa sau và cửa đối diện đôi khi được sử dụng để tải thực phẩm và vứt rác. Nếu hành khách lên máy bay, họ sẽ không mua thêm nữa và nó thực sự làm mọi thứ chậm lại. Nhưng quay trở lại xe buýt và cầu thang di động, tại sao cầu hàng không không được chuẩn bị bất cứ khi nào bạn lên máy bay? Một số sân bay quá bận rộn và không có đủ cổng. Họ phải sử dụng xe buýt và cầu thang di động hoặc chờ hàng giờ để một cổng sẵn sàng. Ngoài ra, nếu bạn đang bay với một hãng hàng không giá rẻ, họ sẽ cố gắng tiết kiệm càng nhiều chi phí càng tốt. Rốt cuộc thì giá rẻ là có lý do. Vì các tuyến đường và bãi đậu ngay gần cổng có giá rất cao, các nhà vận chuyển bình dân thích những nơi đỗ xa, cầu di động và xe buýt hơn. Được rồi, ta bay thôi. Này, nếu đã học được điều gì đó mới hôm nay, hãy nhấn thích và chia sẻ nó với bạn bè. Trên đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên trái hoặc bên phải và đồng hành cùng soi sáng nhé.